Em mày có tên nhện đúng không? Không, không biết bọn em không biết tên nhện. Ở cái đỉnh mình. Mà tại sao thằng Hiếu Minh nó có dìu mà tại sao nó phải chế cái dìu thường nhỉ? Hay là đấy cái dìu đặc biệt của nó? Là cái gì đặc biệt của nó ấy? Ê, mày có thừa một cái cúp không? Cho tao xin cái cúp này. Mày đã xác hướng mình. Ừ, xác hướng mình không có. Ok xin. Sáng mai thì nhặt đồ. Tiếc đống đá quá. Nhưng mà tao tiếc đống đá quá. Sáng rồi đi thôi. Let's go, let's go, let's go. Ui, nhà hai lớp luôn cả. Cái định mệnh như nó. Thì tao mới bảo là đã biến đi. Định mệnh. Cứ chơi một tí lại bay lại này này nào. Giật vãi cả lác à. Đâu rồi nhỉ? Tượng mắc bồ đâu rồi nhỉ? Mày chiếc đá mắc bồ quá. Ừ, tao cần chế cái áo giáp xong mới chui vào đấy được chứ. Chui vào là ăn cứt luôn. Như chỗ này đúng không? Phải. Chỗ nào ấy nhỉ? Chắc trên này. Mong ở trên này. Ủa, lại kiếm một đường đi đâu này? Chỗ này, chỗ này, trên này, trên này. Ma bồ trên này. Thế là thế thì phải kiếm được cỏ đã. Nhưng mà đây làm gì có cỏ nhỉ? Lại phải chạy lại à? Địch ngựa. Nó tao vừa làm một cái khá là xàm xí. Cái gì? Quan tâm hắn chỉ biết nó rất là sẵn sàng. Ok. Rồi. Nghe rồi chưa? Chưa. Tao mới chỉ đang đi nhặt cỏ đây. Nhẹ
nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nào 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 nghĩ đến việc mà lại phải đối mặt với mùa đông lần nữa, đúng chán. Mua nhà tiền triệu. Đó, mình gọi là ngôi nhà tỷ đô chứ. Tiền của sản xí nữa, cái kéo xây á, tí đập. Đây thẳng đường này là đến này, địch có mẹ lát thì vải lên luôn. Mình chết cái thằng lồn, tao không chết đâu, mà ping nó giết tao ấy lát chứ. Vì nhìn mạng thằng hốt ở lo hồng. Kệ đi, đây rồi, cây mắc bố đây rồi. Đó, tính là mình tìm mắc bố ấy ạ. Ừ, lát tao mới đi kiếm đồ, tìm đồ phải có áo giáp á mới chui vào vùng tím tím được. Sắp mùa đông rồi tao cũng không quan tâm rồi, hãy chơi thôi. Ê, đập cái tượng của mắc queo ra được cái gì nhỉ? Mày lên đi kiếm ấy đi. Ồ, cái gì đấy? Tao bảo mày kiếm tủ lạnh mà đúng không? Từ đã. Nghe bao nhiêu rồi còn từ. Mẹ còn sớm thì không sao nhưng mà đây là cực kỳ là muộn rồi. Nhưng mà tao mất đồ rồi, chơi bời gì nữa. Đi mãi có thấy đâu. Kiểu bình tĩnh chứ. Không mùa đông kia chết rồi, những người đồ ăn. À đây, tao thấy đào mộ không được như vậy đâu. Kiếm mộ đó. Về thôi. Về rồi chưa? Chưa. Nhưng mà tao có đủ đồ để làm một cái áo giáp. Còn vậy chứ áo giáp mắc đồ mắc mồ hơi bị cứng ấy.
sao cần bia? Từ tóm đi ra không cần mắc một. Nó bố không thể cứu sống mấy con mùa đông được. Còn còn lỗ 4 ngày nữa cơ. Ơ đủ mẹ lát kìa. Đây tôi kiếm được cái cần line figure sket này, chả biết để làm gì nhỉ. Rác rồi. Chắc không phải đâu. Cà rốt tốt cho sức khỏe bà lờ. Đụng mẹ. Giật lát hoài à. Tập nghi à. Mày làm gì ở đấy vậy? À mày nhặt cây. Mày chạy đi kiếm đồ không mày chạy về nhà. Hả? Tao về tao mới chế được áo giáp chứ. Phải cẩn thận, không được dùng tốc bất đạt, cứ bình tĩnh thôi. Mặc dù hơn khoảng độ 50 cục đá ấy, nhưng mà cứ phải bình tĩnh thôi, không phải rộng. Quả nhà trông chất lượng phết đấy chứ hả mày? Gì cơ? Quả nhà trông chất lượng phết đấy chứ. Đấy. Đặc biệt là gì? Ê, thằng nào làm vườn chưa? Thằng Minh đấy à? À đây, thằng Minh đây. Vườn thằng Minh đây. Mày thu hoạch thì mày sẽ chết đấy. Tao thu hoạch thì tao chết đấy. Ừ. À ok. Đấy thì phải chạy thôi. Có bắn quân đâu mà không chết. Lũ Ratatouille ăn. Okay. Nice work. Sao đi kiếm mấy cái con súc tu ở láo luôn. Đi không? Đằng nào tao cũng đang định qua vùng đấy. Không, ta đang ở đây à? Đủ mọi. Game nó giật cho bay từ đầu này sang đầu kia. Sợ. Ôi, nhặt được cái. Nhặt được cái gì cơ? Nhặt được một cái ấy. Phải sao mày đang ở đâu ấy? I don't know. Này ta chạy qua chỗ đấy đây. Đi nhanh tối nơi này. Cái vùng này vẫn om. Giờ đến lượt mạng nhà tao lát. Mày mạng hai thằng đỏ lo hòm.
Bố bố bố. Bèm 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 bèm. Đụng. Không biết là tao đi rồi. Chết. À đâu. No, 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 no. Đây. Tối nó giật lắc cái lìn à. Mày hãy đâu đồ ăn ra được không? Tao đi lửa đường rồi. Con này ở đây chết 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 đi rồi nè cô lên bô này gặp đầm ếch thì méo là mình có duyên với đầm ếch ấy nhỉ. Toàn gặp đấm ếch ạ. E blue mất zoom. Có thể kiếm kia được không? Từ đã. Ngày thứ 18 rồi. Không có thứ gì đây. Mình đang đi hướng nào ấy? Sao phải đi đường vòng nhỉ? Cứ đi thẳng mẹ đi. Giật lá quá trường. Xem ạ. Vào khu vực này phải đi buổi sáng. Mặc áo giáp vậy. Chuẩn bị này. 3, 2, 1 vào. Đây, đây, đây. Đây những gì còn lại của một con Tentacle và một con nhện. Tranh thủ nhặt nốt. Ok. Nghe cây đủ lá rồi. Thế rồi. Ừ. Ném gì đi giờ? Chơi liều, đánh liều phát. Mình cứ đứng đây đợi. Đéo được rồi, đéo được rồi. À không được rồi, được rồi, chúng nó rút rồi, chúng nó rút rồi.
nhanh 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 nhanh, kêu kêu đi 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 đi, đi. Về 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 về, nhanh thì cố lại nào nào, chạy thôi. Mission complete, yeah, lút được đồ rồi, yeah. Tính đi thằng đồng bụt. Tao về đây. Mèo chơi đó. Nè, cứ là nhiều mấy cây. Green code. Ê, mạnh em mày có tentacle support không? Là cái gì? Là cái da da của con tentacle ấy. Có một cái. Tao có một cái này. Mà cái áo mưa thì cần hai cái. Fuck. Fucking normies. Mẹ mày nhiên nó có thể ở đâu. Đó gì mà ghê gì hiếm thế. Không ơi là không kiếm. Game làm vãi lìn thật đấy. Tao không mặc áo giáp vào thì nó quật hai phát chết. Tao mặc áo vác ra, áo giáp chui vào thì nó chả quật tí nào. Tính nhở. Em mày nghe cái đèn điện mày định đặt ở chỗ nào đây? Cái điện nào? Đèn điện này của con Ginuna này. Mày thấy mấy cái cửa không? Chắc đặt ở hai bên cái cửa đấy. Ờ, nhưng mà nó phải đặt ở khu vực của máy phát điện đấy. Nhưng mà máy phát điện ở hai bên, nhưng mà nó tốn khá nhiều máy phát điện. Ờ. Ê, what is it? Em mày đặt lại bẫy đi, nhưng mà đừng bắt thỏ nhá. Cứ để lên. Nếu mà để lâu quá thì nó sẽ tự chết khi mà dậy quá nhiều. Vãi. Game làm vãi lìn thật. Nhưng mà sắp tối rồi đấy mày. Về nhanh đi. Tối rồi đấy. Cất rồi. Biết cái gì đâu. Ừ, ta được máu tối đa là 74. Là thêm cái hồ sinh đi. Ok. Cho mày. Ok, chắc chắn luôn. Đấy đâu ấy? Không dám mở cửa, sợ mở cửa đốt mẹ cái đuốc. Mày ấn cách là được. Mày đứng gần cửa mới cách mày cả được. Mày ê, Firefly. Ê, đừng đuổi mấy con nó đi. Này, cửa mở mày này. Có tao nhẹ đâu. Có. Đừng. À, có, cửa mở có. Tao nghĩ đừng phải làm gần câu chứ. Chắc chắn là không rồi. Sẽ cất cái củ làm nhỉ ở đây. Này ở đây, này ở đây. Thiếu. Đây rồi. Chuẩn bị nè. Bắt. Nó không bắt được à? Rồi, bắt được rồi.
Thật tuyệt vời ơi, nếu Yeah, mà có được một hai tỷ con. lại. Em mày có vàng không? Khá Không là đúng ít đấy, tao muốn. Tao muốn mày không đi được cái đâu đấy. Có 8 cục rồi, thì cho mình. Chỗ này ta đã hết vàng rồi. xem nào, đặt phòng thủ ở chỗ nào đây, Đấy, đặt trong mấy cái lỗ đấy. nhưng mà chui ra chui vào của gì? Ta sẽ làm, nhưng mà nhìn thấy một cái cửa đây không? Đặt cái cửa này đấy. Đặt đi, nhưng mà làm này nó không tận dụng được cái vị trí của nó. Chỗ này mày để thêm một cái mềm bàn đá này, xong rồi chỗ này mày để thêm một cái đèn, xong rồi cứ liên tục như vậy. Thế Cái chỗ này tao không biết tính như thế nào, tao đập đi. Anh đem đi đông đồn đi. đâu, mày đặt ở chỗ nào, mày ném cục đá xuống tao xem mà. Mày ném tò gì ấy xuống tao xem mà. Nói mày cứ đặt mấy cái bàn đá ở đây để đi. Đây. Đâu Một cái máy bàn đá trong này. Làm thế nào tiết kiệm diện tích càng tốt càng được. tao không nghĩ Để ra được. mình còn để thêm một cái đèn nữa nếu mà có thể. Đây, tình hình là mỗi cái hốc này chỉ đặt từ một cái thôi, một cái máy phát điện thôi, một cái pháo catapult thôi, Cứ để thử vào đây xem nào. nhưng mà phí lắm, chỉ đặt từ một cái thôi. Mày để chụp lại một góc nó càng chết. Ừ, chụm lại một góc của đấy, một cái góc này, một cái góc kia, chỉ thế thôi, tầm nó thế mà. Cứ làm đi, không sao đâu. Được một cái một góc thì nó không tận dụng được hết, cứ phải chạy qua chỗ nọ, chạy qua chỗ kia. Tường thì nó phải cách ra một khoảng dài lắm. Đây này. Mày cứ làm theo kiểu tao đi. Thế thì mở rộng cái khu này ra chứ, cái này bé quá. Có cả có. Mày đừng có đòi hỏi. Nếu mà có gỗ tao xây bằng cả cái mát này cơ chứ không phải như thế này được. Hoặc thì mày tao có thể đập mấy ngăn cách này ra xong rồi để cho mày đặt mày bàn đá thế nào thì mày. Được. Chứ đặt thế thì nó không ấy. Cái máy bắn đá ấy, đặc điểm nó là phải có một vùng hình tròn cơ. Tao không thể sinh ngày tròn được, chấp nhận đi. Mày phải chơi thử con này, mày mới biết cái giới hạn nó là khủng bố nào cơ. Mày nghĩ là mày có thể đặt từ cạnh tường nhưng không. Nếu mày đặt cạnh tường nó đập cho bay tường luôn ấy, nó bắn được cả tường cơ mà. Nên Nhưng là game nó giới hạn nó, mày phải cách đến một khoảng như cái tường mà mày đặt ở giữa ấy, cái khu ở giữa mày bảo tao đặt ấy, là nếu mà tao muốn đặt ở chỗ đấy ấy, là tao phải đặt ở giữa, chính giữa cái đường luôn ấy. Nếu mà tao đặt ở sát một hai cái bức tường ấy là không được, nó không cho đặt, cho nên là nó tốn diện tích vãi cứt luôn ấy. Mãi thích trên này cả. Được đấy, được đấy.
cái cô hi ta. Này đào mộ không được thằng kia nữa. Chán nhỉ. Vâng, thì em muốn sắc thằng nào đấy. Ồ, có cái gì? là tao phải làm này một cái chỗ tối ưu hơn. Ôi sa mạc này, quạ này, mấy con kỳ nhông này. Ô, tiếng chó thì phải. Tiếng chó đúng không? Cầm sẵn này xuống. Đập boulder toàn ra đá. Vô là đá. Như đây là đập đó. Vâng, đồ ăn tối hết rồi. Chả lẽ giờ mình lại liều chạy qua để lấy cái này. Cái gân powder để làm cái gì? À, tao lấy cái con đom đóm này. Con đom đóm. Chết rồi, không thức ăn rồi. Cứ từ từ bình tĩnh. Ngày 19 rồi. Mai là ngày 20 rồi đấy. Có định bình tĩnh cái gì đâu. Thế bộ mình nghĩ kiếm được thì mình kiếm đi. Xong rồi bảo tao. Mày đã không phải làm cái gì cả. Ủa, mình nghe tiếng chó thì phải. Thôi, chế cái này là dở rồi. Ơ, mưa kìa. Mưa. Cái nồng là sao lại mưa? Ơ, cái tổ cha sao lại mưa giờ này? What the fuck? Ây da, quên chế cái tim hồi sinh rồi. Chui đâu này. What the fuck? Đây là cái chỗ này á. Muốn sơ tốt. Đập mấy con này được muốn sơ tốt. Ê, tao lại kiếm được Living Lock này. Ê,
Về Cả đi. Ê, tao có cái mộ này. Ước gì tao đem theo cái xẻng. Sẽ quật mộ. không phải là mày cứ đà đường bia đâu. Biết đâu nhân phẩm nó tốt hơn. Chạy lại cái bia về để cất cái bia. đang lo chết đói thì tự nhiên nhặt được berry ngon vừa lờ. Không chứ là cần một cái để lại nữa. Nghe là quán nhá. Chả làm tí mẹ nó luôn ý. Ship Ơ kìa, sao tao lại bị chết lạnh kìa? nước 100 ướt được con sao con lại chết này này Thế tao mới nói. Ý. À không, tao hết lạnh rồi, tao hết lạnh rồi, tao hết lạnh rồi. Hay quá, hay quá. nó vẫn có lạnh rồi. Ui, nó vẫn lạnh nè. Nó đang bị gì đâu. Tao vừa định nhét gun powder vào lửa. Mà để cho ta cơ hội cứu đi không? Đây tới đây. Sao mùa hè à, mùa thu sợ có mưa được nhỉ? Sắp sang đông đến nơi rồi, còn mưa được ạ. Mùa gì vẫn mưa đâu. Quay sang đi tiểu to mà cái mũi tên to tổ bố vậy luôn. Ta cũng vậy, ta ra cái nước nhiều. Bốn năm ba vô tập file xong shelter tờ có kẹt shelter mà file. Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa. Tắt lửa, tắt lửa, tắt lửa, tắt lửa. Khoan đã, tại sao dưới này nó lại sáng này nhỉ? À, có con bóng này. Nó sao dưới lại sáng nhỉ? Không, lửa, 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 lửa miễn phí. Ê, chó đến kìa mẹ. Đấy đó. Ừ, cho đến, cho đến, cho đến. Có nhân vật thông Đến báo chỗ là mày cho á. đến. Không, có khi là đến chỗ mày cơ. Có nhân vật thông báo Cả tao hai đây. đứa luôn. Yeah. Nghe tiếng chó rồi. Tao sợ cắn nhà thôi, tao sợ cậu, tao không ở nhà. Kìa, dấu đốt này. Cả Kìa bốn bay qua. thôi. Sanity tao thấp quá, tao bay trước rồi. Ôi con tuyết này. Mà sao tao vẫn tụt sanity này thế nào nào nhỉ? À chắc do ấy nhiều mà. Nhiều nước quá. Tao bị lạnh nè. Tôi bên lửa lên. À, giờ đến nạn đói rồi. Thế quá. Khó quá, giáo hiểu kiểu gì ấy.
khác đi. Bữa khác để chơi. Hả? Bữa khác để chơi. Mày chơi này nó mày phế quá. Chơi là vui là chính. Không, nhưng mà không vui tí nào ạ. Mà có thêm một stone nhé. Tạnh mưa rồi này, à hết tuyết rồi này. Nhưng mà sanity của tao vẫn tụt cao thế nhỉ? Tại sao anh ta? Chết rồi, chết lạnh ơi, chết lạnh ơi, lửa ơi. Ok, chùa lửa vẫn còn. Qua một mùa mới là đúng. Trông chọc mẹ luôn. Mấy cái hồ ếch này nó tay nó chảy đây kìa. Nó tan băng kìa. Chảy. Bây giờ mình kiếm được hoa nhỉ? Phải liều luôn á. Đi xa quá, tao đi xa nhà quá. Vui mình chưa quá. Chết rồi, hết thức ăn rồi. Cướp to. Dồn lâu rồi mẹ. Tao sẽ chết đói rồi. Rồi luôn, sang mùa đông rồi. Nó vẫn là mùa đông từ hôm qua. Có chim mùa đông à. Ăn cướp to rồi. Xong rồi. Đi rồi. Sao lạnh thế nhở? To hết cả cỏ ấy, thắp lửa đấy. Để sang vùng khác có. Tình huống xấu nhất là tao đốt rừng đấy. Cầm sẵn lên. À, ok, ok. Ok. Ê ha ha, tu. Yes. Mẹ đốt vui vui cháy rừng luôn rồi. Không, mình phải làm thế để sống sót.
chuyện sẽ đơn giản hơn nếu mày kiếm được như cái gì cắn tính không? Sao cứ phải để tao kiếm ấy nhỉ? Mày không kiếm được hay sao vậy? Mày không biết là làm nhà. Mày làm nhà như cứ đẹp. Chẳng có chỗ ra tháp. Thế là do mày chơi con này thôi. Chứ thực ra cái chơi con đấy rồi. Này, tao kiếm được cái gì này? Ê, hey, đồ ăn của tao. Hay cái gì đấy? Varia, kém. Đập được. Uầy, chó băng. Có chó á? Ừ. Không biết có phải nó đang đuổi ra tao hay không? Tao thấy có mấy ông... À không. Mấy ông hải cẩu ông ấy nuôi chó băng. À đánh cao kìa. Thế có hải cẩu à? Thế luôn nào. Thì mẹ nó cay thế nhở. Mày có muốn chơi rap không? Dịch dồn đi. Nope. Thôi tạo lại vua mới đi mày. Xong qua chơi rap đi. Nope.